gì? Mẹ thấy bất bình thường. Bà thay đổi hết cái con người bà đi, mọi thứ đi. Mọi người muốn tôi thay đổi đúng không? Thay đổi tất cả. Được rồi, tôi sẽ thay đổi tất cả. Mọi người chống mặt mà coi. Bà định phá tan quan cái nhà này sao trời? Ủa cái nhà ơi, cái nhà xuống đường lên đi nhà ơi. Ê, cái gì vậy? Bà nói để lại cái gì nè cái nhà ơi. Cái nhà ơi. Chuyện gì với con? Dạ, nói nhìn nó nói. Hả? Dạ. Trời. Bà nói để lại là gì vậy? Tôi đã thay đổi mọi thứ rồi đó, thấy vui chưa? Trời ơi, thay đổi gì, tranh gì treo ngược từ lưng tranh này úp vô. Trời ơi, rồi coi, đừng dẹp cái xe này xuống coi. Khiên xuống. Balotelli. Ê, Shik. Trời ơi, đúng rồi. Trời ơi. Chào mọi người. Rồi em. Mẹ mới về. Đàn ông trong nhà này mê đá banh dữ vậy hả mẹ? Trời ơi, không biết có cái gì đâu mà khoái gì. Có biết không, mẹ dọn cơm ở dưới đó, lên đây kêu mọi người xuống cơm mà là cả tiếng đồng hồ rồi. Không biết chừng nào cái trận banh này mới kết thúc nữa. Hình như sắp hết rồi mẹ ơi. Ủa, con đâu mới về à? Con tới chạy trẻ mồ côi. Chưa vậy? Quên nữa, con quên nói với mẹ là con thấy Minh với Mẫn giờ cũng lớn rồi nè. Con định nhận nuôi thêm một đứa gái. Trời đất ơi, con ơi con. Muốn đẻ thì tự mình đẻ chứ nên xin con nuôi chi con. Đâu có sao đâu mẹ. Con thấy là trong nhà của mình bây giờ đàn ông không à. Bây giờ mà có một đứa con gái nữa chắc là vui lắm á. Trời ơi, vui cái gì mà vui. Con mình đẻ ra thì mình vẫn thương hơn. Con nghĩ đi. Con xin con nuôi về. Con nuôi nó lớn lên rồi nó biết được tâm tích của nó. Nó bỏ mình nó đi tìm mẹ nó. Không có nên. Hình như là con thấy có vẻ mẹ ác cảm với việc xin con nuôi đúng không? Mẹ không ác cảm. Nhưng mà người ta đẻ không được ta mới xin. Còn mình đẻ được, tại sao mình không đẻ mà phải xin? Con thấy chuyện này bình thường mà mẹ. Mẹ thấy không bình thường chút nào hết trơn á. Xong. Ủa, nãy giờ hai người nói chuyện gì vậy? À, em đang nói với mẹ vụ em định xin thêm một đứa con nuôi. Em xin con gái, tại em thấy Minh Mẫn giờ cũng lớn rồi. Mà mẹ không có chịu. Ủa, con thấy chuyện đó bình thường mà mẹ. Bình thường sao mà được bình thường? Trời ơi, người ta đẻ không được, người ta mới xin con nuôi. Còn mình đẻ được, tại sao phải xin con nuôi? Mẹ thấy là bất bình thường. Mẹ... À, thì tôi thì tôi cũng không ủng hộ cái chuyện này lắm. Nhưng mà tôi thấy cái chuyện mà đi xin con nuôi, nếu mình thích mình cứ xin. Hả con hả? Dạ. Ba con nên nhớ nha, ba dặn nếu có xin về thì cũng phải yêu thương như là yêu thương thằng Minh với thằng Mẫn. Đừng có đối xử tệ bạc với nó. Thấy không? Con người ta sinh ra ai cũng muốn có cha có mẹ cả. Người ta hoàn cảnh khó khăn vậy, mình rước mình về nuôi cũng là tốt chứ gì đâu bà. Dạ, ba yên tâm đi, con nhất định sẽ thương nó mà. Vậy thôi. Hai con, ý hai con là sao? Dạ, con thì con ủng hộ mẹ. Nhưng mà phải đẹp cỡ Dung Mi trở lên nha mẹ. Với lại đừng vô dụng như Mẫn nữa. Con Mẫn con thích có con nuôi, em nuôi không? Dạ con thích chứ. Con thích có em nuôi lắm, con thích có em gái lắm. Mà em gái của con á, dễ thương nè, rồi tài giỏi như là cô Diệu Hiền vậy á. Trời đất ơi, cô Diệu Hiền mà đã kêu dễ thương và tài giỏi. Con Phúc, bây giờ cái vụ này con tính sao? Dạ con nghĩ là nếu như yêu thương chăm sóc được đứa bé thì ok thôi. Trời ơi sao ai cũng vậy, phe của Hoàng Anh hết là sao vậy? Như vậy là tất cả mọi người đã đồng ý rồi, giờ chỉ còn có mình mẹ thôi đó. Tôi nói rồi đó nghe. Thôi mà mẹ. Ai muốn xin con nuôi phải bước vào xác chết của tôi nghe. Cái gì vậy? Mẹ. Bà có suy nghĩ khổ lỗ sĩ đó nha, bỏ đi. Tôi nói như vậy đó. Bà phải thay đổi đi. Đúng rồi đó, mẹ phải thay đổi đi. Mẹ con nít sinh ra nếu mà nó bất hạnh không cha không mẹ, tự nhiên được một cái gia đình như vậy rước về nuôi, mẹ biết nó hạnh phúc tới cỡ nào không mẹ? À, đúng rồi đó mẹ. Thay đổi suy nghĩ của mình đi mẹ. Đúng rồi nội. Cái gì? Mẹ thấy bất bình thường. Bà thay đổi hết cái con người bà đi, mọi thứ đi. Mọi người muốn tôi thay đổi đúng không? Thay đổi tất cả. Được rồi, tôi sẽ thay đổi tất cả. Mọi người chống mặt mà coi. Bà già này hết là sao hả? Ai cũng cười nhạo, ai cũng nói tôi là bà già cổ lỗ hủ là sao hả? Mấy người có biết á là tôi lo từng miếng ăn giấc ngủ cho mấy người không, mà tại sao không ai thương tôi hết vậy?
tôi thay đổi hả? Được rồi, tôi sẽ thay đổi 360 độ cho mấy người thấy. Trời, cái gì vậy nè? Ba ơi, anh Hai ơi, mọi người ơi, xuống đây coi nè. Cái gì vậy trời? Cái gì la ông sòm vô mày? Cái gì vậy chú? Cái gì vậy? Ủa? Ủa sao? Nhà anh bị gì vậy ba? Gì vậy? Trời ơi, đang tiêu tiêu. Ngủ lá ấm. Ây da. Gì vậy con? Cái gì mà con la dữ dội vậy? Ba ngồi đó, ba không cảm giác gì hả ba? Bình thường. Ủa? Ủa sao vậy? Ai? Ai xin dịch mấy cái đồ đạc hả chứ? Con ai? Con đâu có biết đâu, đang ngủ rồi nghe la ôm sùm mới xuống nè. Ôi, có cái nào mẹ làm không ba? Rồi, có ai thấy mẹ con đâu không? Dạ không. Trời ơi, mà ba lùn quá. Làm sao mà cũng có thể lắm à. Ha, ba định phá tan qua cái nhà này sao trời? Ôi, cái nhà ơi! Cái nhà, xuống đường anh đi nhà ơi! Cái gì vậy? Chuyện gì với con? Dạ, nói nhanh lên nói. Hả? Trời. Bà nói để lại là gì vậy? Tôi đã thay đổi mọi thứ rồi đó. Thấy vui chưa? Trời ơi, thay đổi gì? Tranh thì treo ngược, tùm lum tranh rồi úp vô. Trời ơi, rồi coi. Đừng dẹp cái xe này xuống coi. Khiên xuống. Hai thằng. Cái gì vậy? Nhẹ thôi nha. Ôi, đất ơi. Xáo trộn đủ thứ tủ lạnh này đem qua đây. Rồi, trời ơi, cái nhà bếp, cái phòng ăn mà làm cho phòng ngủ khác vậy. Trời ơi. Ở cái bàn ăn đâu em đâu mất tiêu luôn rồi. Trời ơi, là sao trời? Cái gì vậy ba? Cái gì mà dơ vậy anh Hai? Gì đâu mà phun như mưa vậy? Phải giấm mà mẹ bỏ vô tủ lạnh. Giấm hả? Tưởng đâu nước không nè. Trời ơi, chú lè đúng rồi đó ba. Ba xịt vô người con. Nước mà cũng thay đổi thành giấm. Rồi, xuống sau coi mẹ con còn thay đổi cái gì nữa không? Dạ. Để lên. Trời ơi, cái bà này sao mà. Ủa cái gì vậy? Bà điên rồi hả? Ba. Cái gì? Ba coi nè ba. Là sao? Tự nhiên ớt á thành màu trắng. Rồi á đường á thành màu đỏ. Nhìn nè ba. Đổi luôn vậy nè hả? Dạ. Trời ơi bà ơi bà. Tôi muốn bà thay đổi cái tư duy lạc hậu của bà. Chứ không phải là thay đổi đồ đạc gì đâu. Bà thì bà làm loạn hết rồi. Ây da, ăn mà không khum xuống gì sao? Cái thằng này đang xấu gì? Khum gì khó chịu quá. Thế gì kỳ vậy? Mà bưng lên thì nóng quá. Khổ quá, thôi sáng tạo. Trời ơi. Cái đó nó lật úp vô cái là đã lắm á. Là hết cái chú luôn á. Ủa mà cái kêu thằng Mẫn nó đi kiếm nước mắm nó đâu rồi? Dạ, nãy giờ nó kiếm đêm mà không có. Nó chạy đã mất tiêu rồi không biết nữa. Trời đất ơi, thôi Minh. Có đi kiếm nước tương hay là muối gì ăn chứ làm sao ăn cái thịt thì được. Dạ, để lấy nước tương chấm hả? Mẫn nó đi lâu quá chắc con ăn luôn cái tô của nó nghe bà. Nói gì mà nghe được, con mình đi kiếm mà. Rồi, để tươi đi. Nhiều đi. Thịt nhiều cấm nó cả. Dạ, ta. Rồi, rồi đi đó. Lâu rồi con mới thấy gia đình mình khổ vậy luôn á. Khổ quá, khổ. Trời ơi, nước tương. Trời đất ơi. Gì vậy bà? Mùi gì á? Trời đất ơi, cà phê. Cà phê hả? Trời ơi, là trời, bà lấy cái chai nước tương mà bà rút ra là bà bỏ cà phê cho đây, chịu nổi không? Trời ơi, không tin nổi mẹ luôn á. Ở nhà ơi. Con kiếm chai nước mắm á. Nước mắm ở đâu vậy con? Dạ, con kiếm trên phòng khách đó nội. Trời ơi, nước mắm mà bỏ phòng khách. Mắm mà đem lên phòng khách rồi xịt ra đây ăn mắm đi. Dạ. Đây chú làm cho. Thiệt là con cãi khắp trên chợ luôn mới kiếm được á. Thôi đỡ vậy đi. Đồ ăn nước uống trong nhà giờ không tin được luôn á. Tin được luôn, đỡ nước mắm ăn đỡ, nước tương cũng được. Sao vậy nội? Ủa cái này đâu phải nước mắm. Gì ba? Cái gì nữa vậy ba? Dầu mè. Trời ơi cái bà đi. Bắt lấy nước mắm ra là bỏ vô mè vô. Trời ơi. Sao mày hay thiệt ta? Chỉ trong vòng một đêm mà thay đổi tất cả mọi thứ. Tại em không biết. Hồi đó lúc mà em còn ở với Kim Chi bên chung cư á, bên nhà là có một lần mẹ điên lên vì ba, mẹ dán tất cả mọi thứ lại luôn. Mẹ có khả năng siêu phàm lắm.
Đúng rồi, ba nói đúng rồi chú. Có thiệt không ba? Ba còn nhớ không ba? Ba làm cái gì vậy? Bà làm cái gì mà bà gỡ hết cái đồ trong tủ quần áo tôi vậy? Thì tôi thấy mấy cái đồ nó lâu quá rồi, ông xài thì tôi gỡ rồi coi cái gì. Trời đất ơi, cái tôi dán đi tôi nhớ đó. Mặc tôi làm kệ tôi sao bà gỡ ra hết vậy? Trời ơi, những cái gì quan trọng thì ông ghi vô nhật ký của ông đi, hoặc là có điện thoại này ông ghi điện thoại với giá chi cho mất công vậy? Chuyện của tôi không biết. Bây giờ bà gỡ ra được thì bà dán lại hết lại cho tôi được. Tôi đúng hết rồi. Dán luôn tôi không biết. À, ông muốn dán phải không? Được rồi, tôi sẽ dán hết tất cả và vừa lòng ông ha. Trời ơi, cái gì vậy? Cái điện thoại đó mình để báo thức ren sùm chịu gì nổi. Ngủ sao ngủ được đâu rồi. Trời đất ơi, trời đất ơi, điện thoại mình để đi dán gì là chỗ đâu mà tắt khổ ghê hết các bạn. Cái gì vậy ba? Trời ơi, không lẽ ba dán cái cửa luôn hả trời? Ba, tài ơi, mở cửa. Đi đâu mất tiêu hết trời trời. Bởi tao nói, ủa cái gì vậy? Trời ơi, ơi, ghế, con bao, tủ lạnh, con bao, bình rượu, con bao, trời ơi, bà đi, ha, trời ơi, cái nồi mà bà cũng làm vậy nữa hả? Bà ơi là bà. Thiệt luôn á hả? Cái gì vậy? Thiệt vậy luôn á hả? Bà quá đáng lắm. Cái này là về phải cho một bài học xứng đáng mới được. Đứa nào gọi điện cho mẹ con về nhà đi. Tính tiền đi. Để con cho bà. Tính tiền chị ơi. Cái gì vậy? Mua vô số nhiều dữ vậy Phúc. Cái số này của ai chứ? Mình số hết hạn không à? Đâu rồi rồi. Trời ơi, cái số 2009. Sao kỳ trong bóp con có cái số là sao? Hai cho số là kỷ niệm mà lâu dữ vậy, gần chục năm luôn nè. Có tiền trả không? Dạ không ba, hết tiền rồi, ai lấy hết tiền rồi hả? Anh nào? Trời ơi, cái chiêu này quen lắm nè. Quen là quen. Xé mấy tờ giấy số đi nha. Mấy đứa nhỏ có nào có tiền không? Trời đất ơi, biết ba đi ra ngoài có bao giờ ba đem theo tiền đâu. Trời ơi, sai người. Anh ơi, để tôi trả luôn cho. Bà trả đi, con gọi điện thoại cho mẹ hỏi còn bao nhiêu. Cái gì vậy? Trời đất ơi, sao toàn càng visit không vậy? Ba làm lớn hả ba? Ủa, tính đưa cái càng này cho người ta rồi người ta tới phòng khám lấy tiền hả? Thôi điện cho mẹ con coi. Trời ơi, cái gì căng vậy trời, vừa quýnh kinh tế cha con mình luôn rồi. Alo, mẹ. Alo, bệnh viện Tân Thường xin nghe. Trời. Cái gì vậy? Phúc gọi cho mẹ coi. Điện thoại cũng gọi xong nó vô số, gì kỳ lắm. Alo, mẹ hả? Thầy điện thoại cho tôi làm chi vậy? Thầy có thấy cô Hiền ở đâu không? Tôi hẹn cổ 10 giờ họp mà bây giờ 10 rưỡi rồi. Chắc là cổ vừa mới ngủ dậy thôi hả? Hai thầy cô giống nhau thiệt á. Dạ xin lỗi thầy. Sáng giờ em đâu gặp cô Hiền đâu. Em cúp máy nha, em gọi lộn số. Sốc kỳ ta. Gọi ai vậy? Con gọi cho mẹ con ra thầy Quyền là sao ta? Hồi nãy con gọi cho mẹ ra bệnh viện tâm thần nào đó. Rồi. Mệt mấy cậu ghê. Để tôi gọi. Cái gì kỳ cục vậy? Hả? Ủa sao vậy ba? Cái gì mình dữ vậy ba? Một một ba. Hả? Trời ơi, ăn ngon dầu nhà hàng đó ba kêu công an tới gì ba? Biết sao kỳ vậy? Con gọi coi, đứa nào có điện thoại gọi coi. Gọi cho bà nội đi con. Thì thôi bỏ đi ba ơi. Con nghĩ là nội cũng xóa luôn số điện thoại nội trong điện thoại con rồi. Mẹ đúng là ghê thiệt á. Biết thế nào mình cũng gọi, cho nên đổi số điện thoại. Để con gọi. Alo nội. Long hả? Không có, ý tôi là tôi gọi cho nội tôi chứ không phải gọi cho ông. Bây giờ ông rảnh không? Ông chạy ra cái nhà hàng nón lá mà bình thường tôi với ông hay đi ngang qua, ông nhớ không?
À, đúng rồi, nhớ đem theo nhiều tiền nha. À, tôi mượn, nhớ đem theo nha. Nhiều nhiều thiệt nhiều nha. Rồi, cảm ơn ông. Mà trong nhà không ai nhớ số của mẹ hết hả ba? Phúc Mẫn. Con cũng không nhớ luôn. Ba có nhớ không? Ba cũng không nhớ luôn. Ủa, con yêu ai? Ông xã. Hả? Em là bé Năm nè, vợ của ông xã nè. Ủa, trí của bà. Mà sao á? Cô là kiếp ai? Em đã thay đổi gương mặt giống như anh muốn rồi. Hả? Giọng nói còn nguyên, gương mặt thay đổi là sao? Ông xã, em đã thay đổi giống như anh muốn nè, anh thấy không? Không phải đâu, buông xuống ra. Ê, buông ra. Buông. Bả tôi ra. Bả. Nói. Đừng có la như vậy. La như vậy ông nội hồn siêu phách tán là sao? Mẹ bay đâu à? Có đứa nào liên lạc được với mẹ bay chưa? Dạ chưa. Chưa ba.